Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay có phóng sự Thành phố Châu Đốc sẵn sàng cho ngày hội tổng quân năm 2021. Trước hết kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Ngày 24 tháng 2, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp thực hiện sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120, xây dựng đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo trong lộ trình tự chủ năm 2020. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì cuộc họp. Trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Châu Đốc thực hiện phương án chuyển đổi loại hình từ đơn vị sự nghiệp công do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi toàn bộ chi thường xuyên theo nghị định 16 trên NDCB của 4 trường Mầm Non Qua Sen, trường Tiểu học Trương Dương, Tiểu học Bán Trú Hùng Dương và trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi. Trong đó, tổng thu của 4 trường 3 năm qua là trên 98 tỷ 353 triệu 898.810 đồng ngân sách cấp 64 tỷ 304 triệu 704 ngàn 594 đồng, xã hội quá 28 tỷ 893 triệu 909 ngàn 224 đồng. Qua khảo sát thực tế nhận thấy, cơ sở vật chất của nhà trường hiện nay chưa đáp ứng với yêu cầu chuyển đổi của các đơn vị cụ thể, trường tiểu học Ban Trú Hùng Dương và tiểu học Trương Dương. Cơ sở vật chất của trường Mầm non Hoa Sen xuống cấp, trang thiết bị cũ, nguồn thu học phí của học sinh hiện hành do nhà nước quy định. Phát biểu tại cuộc họp Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc Lâm Quang Thi yêu cầu ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình đề án và thí điểm đối với các trường mầm non Qua Sen, mẫu giáo Qua Hồng và trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi thực hiện giai đoạn 2022-2025. Trường tiểu học Bán Trú Hùng Dương, tiểu học Trương Dương và tiểu học Lê Lợi sẽ thực hiện giai đoạn 2026-2030. Theo đó, ngành giáo dục tháo gỡ khó khăn cơ chế về tài chính và cơ sở vật chất, tăng nguồn thu bằng biện pháp đổi mới phương thức dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy thu hút học sinh, giữ mức tăng thu ít nhất 10%, khai thác các nguồn thu từ căng tin, bãi giữ xe, cho thuê phòng học, học ngoại khóa, mở rộng dịch vụ để tăng nguồn thu cho đơn vị. Ngày 24 tháng 2 năm 2021, ông Đinh Giang Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc và ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, dẫn đầu đoàn đã đến thăm chúc mừng 66 năm Ngày Tài thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021 tại bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, bệnh viện đa khoa Nhật Tân, trung tâm y tế thành phố Châu Đốc. Tại các nơi đến, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ nhân viên ngành y tế, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm 2020 có nhiều khó khăn thách thức, nhất là sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các cán bộ, các thầy thuốc ngành y tế thành phố Châu Đốc đã luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời ông Trần Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong những năm qua mong muốn trong thời gian tới các bệnh viện tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng chuyên môn phát triển hạ tầng đoàn kết nỗ lực phát huy ý đức tự rèn luyện để giỏi tay nghề kịp thời nắm bắt và áp dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân góp phần xây dựng ngành y tế vững mạnh toàn diện Ngày 24 tháng 2, Quỹ ban nhân dân phường Núi Sam tổ chức cuộc họp lấy ý kiến người dân nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị Daniel City ở khu vực Khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường núi Sam và đơn vị chủ đầu tư công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh triển khai mục tiêu phạm vi ranh giới, quy mô, tính chất đồ án quy hoạch, chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị The New City ở khu vực Khóm Vĩnh Tây 2 thuộc phường núi Sam. Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị The New City có tổng diện tích quy hoạch 106,73 ha, dân số dự kiến khoảng 20.000 người thuộc địa bàn Khóm Vĩnh Tây 2, phường núi Sam với chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh, đơn vị tư vấn công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế, xây dựng, quy hoạch hạ tầng Thanh Niên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đây là đồ án đô thị mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ, là khu dân cư xanh sạch đẹp, có môi trường sống và làm việc hiện đại. Cũng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân phường Núi Sam lấy ý kiến người dân thông qua hình thức phiếu lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu đô thị City tại phường Núi Ngày 24 tháng 2, Trạm Y tế phường Núi tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ từ sơ sinh đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn phường. Để thực hiện công tác tiêm chủng đúng theo quy định công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trạm y tế phường tiến hành đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách phù hợp. Các trẻ được tiêm phòng các bệnh như sởi 1, lao, bại liệt, ho gà, bạch hầu, uống gián, viêm não Nhật Bản B, sởi rubella kiểm tra tình hình sức khỏe, cân nặng của trẻ, hướng dẫn cho các bà mẹ về những lưu ý của cơ thể trẻ khi phản ứng với vaccine sau khi tiêm. Đây là đợt tiêm chủng mở rộng thực hiện từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 25 tháng 2 nhằm phòng chống các bệnh nguy hiểm cho trẻ, để trẻ phát triển toàn diện. Trong thời gian qua, Trạm Y tế Phường Núi Sam phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường triển khai các biện pháp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bố trí cán bộ trực tại Quỹ ban nhân dân phường, đo thân nhiệt, nhắc nhở, hướng dẫn người dân rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang khi đến liên hệ công tác, tích cực tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên hệ thống loa truyền thanh của phường nhằm giúp cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ cho chính bản thân, bảo vệ cộng đồng. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Trạm Y tế Phường Núi Sam đã và đang thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn phường. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.